Thủy Tiên xây 10 nhà cộng đồng chống lũ, dân mạng tranh cãi gay gắt. Tối mới đây, nữ ca sĩ Thủy Tiên đã cập nhật tiến độ xây dựng 10 nhà cộng đồng tránh bão lũ ở một số địa phương thuộc tỉnh Hà Tĩnh, giúp bà con có chỗ trú ẩn khi lũ lớn. Thủy Tiên đăng trên trang cá nhân, Tiên xin phép update tiến độ xây dựng của 10 nhà cộng đồng tránh trú bão lũ tại Hà Tĩnh đã khởi công từ trước Tết. Công trình được chính quyền địa phương giám sát thi công chặt chẽ, sau khi hoàn thành sẽ giao lại cho chính quyền địa phương bảo quản chăm sóc, đất xây dựng do chính quyền địa phương cấp. Mỗi nhà 2 tầng, mỗi tầng có diện tích từ 450 đến 500 m2 sẽ chứa được nhiều người dân hơn, tiện cho các cụ già lớn tuổi không phải leo lầu cao. Nền sẽ xây cao thật cao so với nền thường, dù nước lũ dâng cao thì tầng 1 vẫn không ngập. Tiến độ xây dựng xong là 6 tháng ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng Tiên góp sức để giúp cho người dân nơi này. Cảm ơn chính quyền địa phương đã hết sức giúp đỡ hỗ trợ cho dự án này. Yêu thương và trân trọng. Kèm với những chia sẻ, nữ ca sĩ còn đăng tải hình ảnh cụ thể của các nhà cộng đồng ở từng địa phương thuộc tỉnh Hà Tĩnh và biên bản xác nhận của cơ quan chịu trách nhiệm pháp luật. Về phía Công Vinh, anh cũng chia sẻ lại bài viết của bà xã với lời bày tỏ mừng cho bà con. Bài viết của cặp vợ chồng Thủy Tiên nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Chỉ sau 2 giờ đăng tải, dòng trạng thái của nữ ca sĩ đã nhận được hàng trăm ngàn lượt thích cùng hàng loạt bình luận và chia sẻ. Hàng ngàn khán giả bày tỏ tình cảm đến Thủy Tiên vì nỗ lực của cô giúp đỡ người dân miền Trung vượt qua khó khăn thiên tai mỗi năm, không còn là những lời hứa hẹn đơn thuần. Một tài khoản vui mừng viết, thật tuyệt vời, mình cực kỳ thích dự án này. Mình đã nghĩ ra công trình nhà cộng đồng này từ khi miền Trung bão lụt và hy vọng nó thành hiện thực. Ý nghĩa và thiết thực biết bao, mong địa phương thực hiện nghiêm túc, bảo dưỡng cẩn thận. Cảm ơn Thủy Tiên và mọi người nhiều lắm. Một fan bày tỏ, dù mọi người có chỉ trích thì bản thân chị vẫn tiếp tục hành trình mà các mạnh thường quân đã gửi gắm. Vừa chịu áp lực dư luận, vừa phải hoàn thành các mục tiêu đã hứa, tuyệt vời quá chị ơi. Bên cạnh đó, một lượng lớn anti-fan cũng bày tỏ ý kiến cho rằng Thủy Tiên đang ăn chặn tiền từ thiện vì hoạt động kinh doanh của hai vợ chồng gặp khó khăn. Một tài khoản viết, còn chuyện mọi người thấy chị trước mùa lũ tuyên bố bán vàng để từ thiện hết tiền rồi mà sau mùa lũ lại có tiền mua câu lạc bộ bóng đá cho chồng. Trong khi có minh bạch sao kê được thì ta có quyền nghi ngờ chị ăn chặn. Nếu có ăn chặn thì tiền đâu mua câu lạc bộ bóng đá cho chồng. Một tài khoản thừa nhận là anti-fan của Thủy Tiên tỏ ra vô cùng bức xúc. Tôi lên án ekip của cô ca sĩ hết mùa, tôi lên án cả việc chỉ thẳng vào mặt người đáng tuổi ông tuổi cha mình, tôi lên án vấn đề kinh doanh từ thiện đánh bóng tên tuổi. Tôi chán ghét cái nhân cách sai co dám xin lỗi hoặc đại loại xin lỗi thuộc dạng bề trên. Cả trăm cả ngàn người nghệ sĩ họ vẫn đang từ thiện, họ làm thậm chí còn nhiều hơn, họ có cần công khai, họ có cần đội ngũ livestream, họ làm từ cái tâm thì có cần tiếng để quảng cáo kiếm thu nhập. Không chỉ hoạt động ca hát, Thủy Tiên còn là gương mặt quen thuộc trong các chiến dịch thiện nguyện mỗi khi bà con gặp khó khăn do thiên tai. Cùng với ông xã, cựu danh thủ Công Vinh, cô đã đi giúp đỡ người dân ở khắp mọi miền Tổ quốc suốt nhiều năm qua.